Dạ, Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị chiều cao và kích thước của cái cây mắc mật. Thì cái cây này thì nó có nhiều cái ứng dụng trong cái sản xuất và chế biến các loại thức ăn. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu về cái cây mắc mật thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân nha. Thì Ngọc Ngân đang cung cấp cây giống mắc mật, có thì là thân cây thì nó cỡ như cái điếu thuốc lá, và chiều cao của cây là nó khoảng là ba gang tay của Ngọc Ngân, thì tương đương với là 5 đến 6 tấc. Thì cái cây này thì sẽ có giá là 55.000 đồng một cây, thì là 5 cây là 275.000, thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào mà có nhu cầu về cây mắc mật thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân nha. Cái cây của mình thì đang được ươm ở trong cái chậu C6, và cái thân cây thì cỡ điếu thuốc trở lên, chiều cao cây là 5 cho đến 6 tấc, thì miền Bắc hay gọi là 50 cho đến 60 cm. Thì 5 cây thì chỉ có giá là 275.000, thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Thì khi mà đóng hàng thì mình sẽ bỏ trong một cái thùng xốp rồi mình sẽ gửi, nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì cây nó sẽ bị rụng lá tầm khoảng là 20%, nhưng mà cây của mình thì nó vẫn xanh tươi nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có nhu cầu về cây mắc mật thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngọc Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều video mới nha. Bên cửa hàng của Ngọc Ngân thì có rất là nhiều loại cây nè, mai con nè, hơn 50 loại mai ghép khác nhau, rồi bông trang hơn 60 loại, từ lá nhỏ, lá trung cho đến lá lớn. Bên cạnh đó thì Ngọc Ngân cũng chú trọng những cái dòng cây có giá trị kinh tế cao, ví dụ như các loại tùng, từ tùng ruby, tùng kim cương, tùng phượng hoàng, rồi tùng đài loan nữa, rồi hồng ngọc mai nè, rồi khế gân nè, và nhiều loại cây giống trong và ngoài nước. Do đó là Ngọc Ngân tin rằng thì khi quý cô chú anh chị mua bên cửa hàng Ngọc Ngân thì hãy nhớ một cái đặc quyền mà quý cô chú anh chị nên sử dụng, đó chính là mình không có nhất thiết phải mua một cái combo 5 cây mắc mật, mà mình có thể lựa trong những cái danh sách là Ngọc Ngân mà danh sách cây giống của nhà Ngọc Ngân, có thể lấy mỗi loại một cây, miễn sao lấy lại thì đủ phí vận chuyển thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển cho quý cô chú anh chị. Có những loại cây thì đã một cây bao ship rồi, ví dụ như cây cây tùy bà hay còn gọi là cây pipa, thì hoặc là cây bánh kem á, một cây là 400.000, nhà Ngọc Ngân đã bao phí vận chuyển luôn rồi đó. Còn nếu mà có những cái loại hai cây, ví dụ như là lụ Ấn Độ nè, hai cây là 280 đã bao ship nè. Rồi có những loại là 5 cây, ví dụ như 5 cây tùng kim cương là 300.000, 5 cây tùng kim cương là 450, hoặc là 5 cây mắc mật là 275.000, thì tùy theo loại mà Ngọc Ngân sẽ bao phí sự vận chuyển toàn quốc. Nên là khi quý cô chú anh chị khi đặt hàng thì có thể là đặt mỗi loại một cây, mình không có thể nhất thiết phải là lấy combo. Do đó là quý cô chú anh chị hãy nhớ sử dụng cái đặc quyền này của mình khi mà đặt hàng ở bên cửa hàng Ngọc Ngân nhé. Và trong Ngọc Ngân thì cũng cố gắng mỗi ngày để mà khắc phục những cái lỗi mà quý cô chú anh chị đã góp ý cho những Ngọc Ngân, từ cái cách làm video nè, cho cái cách đóng gói vận chuyển hàng, rồi làm sao cho cây giống của mình trong vận chuyển tới nơi an toàn, chất lượng và cái giá cả hợp lý, thì Ngọc Ngân đang cố gắng mỗi ngày hoàn thiện hơn. Ngọc Ngân đang cần rất là nhiều những cái góp ý chân thành từ quý cô chú anh chị. Ngọc Ngân xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã bấm đăng ký kênh, đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành với Ngọc Ngân. Một lần nữa thì Ngọc Ngân xin kính chúc đại gia đình của mình lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành công nhé. Hôm nay là Ngọc Ngân tự quay video luôn á, để cái máy ở trước mặt rồi mình đứng mình canh mình nói, nên đó là lúc nào cũng phải đeo một cái kính, tại vì Ngọc Ngân bị cận, đeo cái kính để mà canh coi mình có đứng ngay ở cái màn trung tâm màn hình không, để mà giới thiệu với quý cô chú anh chị. Thì cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình nhé.